tôi rơi qua xóm nghèo, chạnh lòng tôi nhớ đến ai. Bao năm qua rồi em bỏ đi đâu, để tôi nhớ thương từng ngày lệ rơi rớt trên. Yêu em yêu rất nhiều, kỷ niệm tha thiết bấy nhiêu, nên đêm tôi buồn ôm nỗi tơ vương. Người thương trốn xa mịt mờ, để tôi tháng năm bác đã trở lại với kênh của Hiệu Audio nhé. Các bác hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh cho em nhé. Số điện thoại sẵn sàng của các bác qua Zalo 0374684491 nhé. Rồi ok, liên tục những cái combo karaoke về với các bác yêu âm thanh, yêu ca hát. Một combo, tiếp tục một combo. Combo này bọn em bán rất là chạy các bác nhé. Combo đẩy bãi Mỹ và vang số bãi Mỹ ETC. Đó, cực kỳ chất lượng. Đây là combo mà bọn em bán chạy nhất trong tháng qua. Đó, các bác đặt rất là nhiều. Bởi vì là nhiều nhà các bác là đang dùng âm ly. Âm ly cũ ngày xưa đấy. Đấy, thì các bác đã có sẵn một đôi loa và một bộ mic. Đó, các bác bảo muốn mua thêm một combo chất lượng mà giá phải chăng các bác nhá. Thì combo này đấy, một con đẩy và một con vang. Combo này trị giá là 7 triệu các bác nhá. Combo trị giá 7 triệu. À, các bác đã sở hữu một combo hàng bãi chất lượng, thương hiệu của Mỹ các bác nhá, ETC thương hiệu của Mỹ. Đó. Đây. Về cái phần căn chỉnh thì bọn em đã căn chỉnh hết ở đây rồi. Còn đấu nối thì cực kỳ đơn giản. Đây. Hôm nay thì combo này thì em sẽ test cho một bác ở Thanh Hóa. Đây là thông tin của bác khách này. Đây, thông tin của bác khách đây. Bác khách này thì đó là anh Tuấn. Đây là chuyển về bởi vì anh đi làm xa nên là chuyển về cho ở nhà người nhận là chị Nguyễn Thị Tư ở Tiên Trang, Quảng Xương, Thanh Hóa các bác nhé. Đó, ở Thanh Hóa các bác nhé. Đấy, Quảng Xương, Thanh Hóa. Bác đã đặt cọc trước với Hiệu Audio là 700.000 rồi. Đó, và về các bác nhận hàng và thanh toán nốt. Một con đẩy ETC MA360, một con vang số có thể chỉnh tay bằng hoặc là chỉnh phần mềm đều được, HC9. Nên là các bác rất dễ chỉnh. Một em đã căn chỉnh toàn bộ. Ở đây là 5 chế độ. Đây. Đấy. Đấy, 5 chế độ, lưu 5 chế độ được các bác nhá. Ngoài trời mưa con rơi nên lệ cô héo rồi. Tâm hồn lạnh rồi. Đấy, lưu ở trong này. 5 chế độ chuẩn bọn em đã căn chỉnh rất là ok. Về các bác chỉ bấm vào cái nút reset này để các bác có thể là gọi chương trình ra mà để mình hát thôi các bác nhá, rất là dễ chỉnh. Chất lượng quá hay luôn các bác nhá. Đó thì gia đình nhà anh Tuấn thì anh mua về để anh ghép với đôi loa và âm ly nhà mình có sẵn. Đó, một combo quá là chất lượng. Về phần đầu nối thì rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, kết nối các bác, kết nối nhạc vào thẳng con vang này qua cổng AV hoặc là cổng quang ở đây. Đấy, con vang ETC cổng quang đời mới này thì cổng đời cao này thì nó sẽ có cả cổng quang các bác nhá. Đây, cổng quang optical đấy. Đấy, đường ra thì về anh Tuấn cắm từ đường nép rai nhá. Đây. Đấy, hai cái đường nép và rai này. Em rút ra nhá, rai này. Đấy, và một đường còn lại nó là đường nép. Đấy, hai đường này thì anh cắm xuống con đấy, anh thay thế luôn. Cắm xuống cái con đẩy này. Cắm vào hai cái đường nép rai ở dưới con đẩy luôn nhá. Đường input đây. Đó, và hai cái khóa loa em đã tặng kèm.
thì anh cắm vào đây. Đấy, xoay một cái là được. Đấy, cắm vào đây, xoay tách cái là nút rút ra thì xoay cái này, xoay. Nó ok đấy, hướng dẫn qua cách sử dụng cho anh luôn. Đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Anh cắm cổng quang hoặc là cắm cổng này thì đều được. Đấy, không phải chỉnh gì cả bởi vì em đã để cái chế độ ở trên này là chế độ auto tự động nhận cổng rồi. Đây, đầu vào của nó đây, chế độ auto đây. Đấy, tự động nhận cổng, các bác cắm cổng AV hay cổng quang đều bắt được bình thường nhá, nó tự động nó nhận luôn nhá. Đó, con này tiêu biểu của nó là hát chất revert cực kỳ hay. Đây các bác này, hay là nó hay ở những cái chế độ revert này con này. Đấy, rất hay những chế độ revert này, em đã căn chỉnh và nghiên cứu đã gửi con này em đã bán tầm 3-4 năm nay rồi. Đó nên là em đã thừa hiểu là về nhà các bác là cái chế độ chuẩn nó như thế nào, em đã căn chỉnh rất là chuẩn các chế độ up ở đây. Rất là hay. Đấy, cho thử cho các bác một chút về tiếng revert nhá. Đây, em chỉ cắm một chiếc mic có dây thôi. Đấy, mở bé nhạc một chút, em sẽ thử cho các bác cái chất âm của tiếng revert của nó nhá. Hát như tiếng hang động cực kỳ hay. 4 5 6. Alo. Đấy, các bác nghe thế nào? Tiếng revert cực kỳ hay các bác nhá. Revert rất là hay, rất là đanh tiếng. Đó, về loa của nhà anh thì em đang sử dụng loa từ neo nên là em để hơi sáng tiếng. Bởi vì em chỉnh cho cái loa của nhà anh là giải ấm nhiều hơn thì về cái loa của anh là vừa. Đấy, khi mà gọi em gửi đi bọn em sẽ hỏi xem là nhà khách dùng loa gì để căn chỉnh nhá. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Quý vị đang trở lại với video test combo